Chiều nay tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị triển khai các nghị quyết của Chính phủ để thực hiện các dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Dự hội nghị có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Trần Diệu Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Các nghị quyết nêu rõ tiến độ thực hiện các công việc như tổ chức lập khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án thành phần, tổ chức lập phê duyệt bàn giao hồ sơ thiết kế cọc giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần cho các địa phương thuộc trách nhiệm của các đơn vị như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chính phủ cho phép Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư. Trên vấn đề về mặt bằng, Chính phủ đề nghị tổ chức thực hiện đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng theo quy định. Phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cho phép áp dụng cơ chế đặc thù như nâng công suất không quá 50% trong giấy phép khai thác mà không phải thực hiện một số thủ tục cấp phép cho các mỏ cát, sỏi lòng sông đã cấp phép khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhà thầu thi công được khai thác các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ dự án mà không phải thực hiện một số thủ tục cấp phép. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương bộ ngành đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện thời gian qua, những thuận lợi khó khăn, đề xuất kiến nghị để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ. Sớm khởi công và hoàn thành các tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng theo kế hoạch đề ra.